chào quý vị, chào các bạn. Từ hồi nào giờ khi mình theo dõi Việt Nam thì là chị đầu tiên là chị theo dõi cái sinh hoạt ngoại giao là đầu tiên. Thì nhất là đặc biệt là trong những bây giờ này, trong cái thời buổi này, cái thời buổi mà cái là dầu sôi lửa bỏng, người ta chiến tranh xảy ra khắp nơi, nhưng mà mình rất là ngạc, mình rất là vui mừng và hãnh diện và rất là sung sướng khi thấy lãnh đạo của Việt Nam mình đi ra ngoài thế giới và gặp tất cả mọi người. Tôi nhìn thấy ông Phạm Minh Chính, ông đi, ông báo là đi tới Saudi Arabia, tức là cái chỗ đó là một nước Ả Rập, một quốc gia mà có to nhất, coi như là cái Saudi Arabia là một quốc gia mà to nhất, giàu nhất và ảnh hưởng to nhất ở trong cái khối người Hồi giáo. Và ông Phạm Minh Chính, mình coi TV mình thấy là qua bên đó đang sinh hoạt, làm ăn cái gì với nó, một bàn người ta to. Và mấy hôm nay rồi thấy ông Võ Văn Thưởng nhà này đi qua dự cái hội nghị rất là to ở bên Bắc Kinh, gặp biết bao nhiêu người, làm biết bao nhiêu công việc. Mà mình thấy đó là Việt Nam hiện tại bây giờ đó, là coi như về phương diện ngoại giao của mình đó, là Việt Nam mình là rất là mạnh, rất là vững vàng, rất là đẹp, cách cư xử, cách đứng, cách giao thiệp rất là vững chắc, rất là uy nghiêm và rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Chẳng hạn như bây giờ là người Trung Quốc là không có nói chuyện được với người Mỹ đâu rồi. Chẳng hạn như là người Nga Xô bây giờ, là lãnh đạo Nga Xô bây giờ là không có nói chuyện được với ông lãnh đạo của Hoa Kỳ được. Nhưng mà Việt Nam đang nói chuyện những chuyện rất là quan trọng với cả ba người đó. Ông Biden vừa đến Việt Nam 2 ngày làm việc. Việt Nam mình cho người ra ngoài, và tôi nghĩ là Việt Nam là một tay chơi mà rất là coi như là rất tầm cỡ bây giờ đó. Tại vì bây giờ hiện tại bây giờ là mình chơi ngang hàng đấy, chơi ngang hàng với 3 người. Tôi nghĩ là Việt Nam sẽ cái gì mà nó có cái rối của nó thì nó sẽ có cơ nút, và cái rối bời của Trung Quốc, của Nga với lại của Mỹ bây giờ, hiện tại bây giờ là mình nhìn thấy rõ ràng, người ta nói ra cả ngày, thì những cái sự cơ rối đầm đó là cái bàn tay vừa ra đó là những người Việt Nam, nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam là của Trung Quốc. Mình thấy người ta nói là ông Putin, ông vừa đến Việt Nam, ông vừa đến Bắc Kinh, ông chưa có gặp ai, thì cái người lãnh đạo đầu tiên của thế giới ông gặp ở trong cái khối là ông gặp Võ Văn Thưởng. Thì Việt Nam với Nga có một cái quan hệ là rất là lâu, rất là sâu sắc và rất là bền vững và rất là đẹp. Cái tình bạn của Việt Nam giữa Việt Nam với Nga từ hồi còn là Liên Xô thì bây giờ cũng vậy, không có một cái tì vết gì cả. Người Việt Nam, người Nga Xô, nhà nước Nga Xô cư xử người Việt Nam, nhà nước của nhân dân Việt Nam đầy đặn như là bát nước đầy, và người Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam, nhân dân Việt Nam hiểu cái điều đó và tôn trọng điều đó. Đấy là câu chuyện nó xảy ra từ hồi nào tới bây giờ. Và căn bản hơn là được cái là giờ Việt Nam mình hiện tại bây giờ là rất là mạnh, rất là rõ ràng. Nếu mà vào giữa Liên Xô với Hoa Kỳ có một cái chuyện gì đó thì cái người giải quyết, cái người gỡ cái nút đó ra đó là những người ở Việt Nam được không? Tại vì thực sự bây giờ là người Hoa Kỳ đang có rất nhiều những cái rối đắm với Nga và đặc biệt là Trung Quốc. Mình thưa thêm một chuyện, cái vấn đề của người Nga xong rồi, người Trung Quốc với lại người Hoa Kỳ thế này. Ngày hôm qua đó ở Arkansas đó, cái tiểu bang Arkansas đó, là cái cô bà thống đốc ở đó đó vừa ký một cái sắc luật đó là đòi tất cả những cái chủ đất của Trung Quốc mà mua đất ở Arkansas, và những người chủ đất đó, nếu mà có liên hệ gì với chính phủ, nhà nước Trung Quốc
là phải trả đất nó lại, không có được bán nữa, không có được giữ nữa. Tức là bây giờ càng ngày cái sự quá khích của chính trị gia Hoa Kỳ, của lãnh đạo Hoa Kỳ với Trung Quốc là càng ngày càng tăng cường. Còn cái sự khó khăn giữa người Hoa Kỳ và người ASO thì tất cả mọi người đều biết rồi. Cái nhiệt độ mà của cái bang giao của giữa hai quốc gia đó là càng ngày càng tăng lên nhiệt độ. Ngày hôm qua ông tổng thống Biden ông công khai ông nói mình gửi hỏa tiễn thì đã đến Ukraine, rồi Ukraine dùng cái những hỏa tiễn đó đánh sâu vào trong cái đất của Nga. Tại cái hỏa tiễn nó bay được 30 km, bay rất là xa. Thì đó là những cái khó khăn, đó là những cái xung đột hiện tại giữa người Mỹ với Hoa Kỳ và Trung Quốc và cả khối Ả Rập. Mình mới có một cuộc chiến với tính ở Trung Đông, ở Do Thái. Một cuộc chiến này là bây giờ là người Mỹ, mấy chỗ khác tôi không biết thế nào, nhưng mà người Mỹ là họ coi như là cái cuộc chiến đó là họ chính của họ. Khởi đầu ra đánh nhau một cái là người ta nói ngay, người Mỹ họ nói ngay là cái này là cái 9/11 của Do Thái mà gấp 5 lần, gấp 6 lần, gấp 10 lần. Đấy, nếu mà ngành người Mỹ họ bị một cái 9/11 như vậy thì lần này mùng 7 tháng 10 đó là Do Thái họ cũng bị một cái tình trạng như này, nhưng mà cái cường độ của họ, cái sự tàn phá của họ còn gấp 10 lần cái sự thiệt hại của người Mỹ. Thì thực ra là cái cuộc chiến này ở Do Thái, giữa Do Thái và Trung Đông rồi vì là Palestine là rất là to đó, tại vì nó khởi đầu nó to lắm, rồi người Mỹ đã làm rất là to rồi, và người Do Thái cũng làm rất là to. Nhưng mà được cái là người Việt Nam mình hiện tại bây giờ cũng nói chuyện với người Hoa Kỳ, nói chuyện với người Nga Xô, người Nga, nói chuyện với người Trung Quốc, nói chuyện với Saudi Arabia, đó là những cường quốc hàng nặng của thế giới, và mình nói chuyện rất là ngang hàng, rất là bình đẳng. Và cái điều đó là nói chung, thưa cô với các bạn nghe là ít có quốc gia nào có được cái vị trí như thế này. Những cái vị trí mà nhà nước Việt Nam hiện có là bây giờ, được bây giờ, đang đứng bây giờ đó, là rất là hiếm quốc gia nào có được cái điều đó. Đấy, thì mình là một tay chơi rất là cứng, vững chãi, trưởng thành và điêu luyện, chứ không phải là những người tầm thường như ngày xưa nữa. Người trong chiến tranh của mình rất là mừng. Tối ngày hôm nay cách đây chừng 2 tiếng đồng hồ, ông Joe Biden ông mới lên, ông mới nói chuyện với dân chúng Hoa Kỳ. Đây là cái bài nói chuyện thứ nhì của ông từ ngày ông nhậm chức với đồng bào, với dân chúng. Thì bây giờ hiện tại người Mỹ bây giờ đó không? Họ đang xây dựng, họ đang củng cố và xây dựng những cuộc chiến mà họ đã có, chẳng hạn như cuộc chiến của họ với lại Nga Xô ở bên châu Âu, ở Ukraine, một cuộc chiến họ đang xây dựng và đang tham dự đó là cuộc chiến của Iraq với lại ở bên khối Trung Đông. Và khi mà ông nói đến tiền thì ông lại nói đến cái sự ông đang xây dựng cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và người Trung Quốc ở trong cái mặt trận Đài Loan. Ông buổi nói chuyện ông cái ngân sách mà để cho tăng cường cho ba cái mặt trận đó là hiện tại bây giờ tổng cộng là ông đang xin là 100 tỷ đô la. Thì trong 100 tỷ đô la đó thì chia ra thế nào thì chừng nào họ chia thì mình biết. Nhưng mà rõ ràng là hiện tại bây giờ người Trung Quốc là một kẻ đối đầu với Mỹ. Mỹ, người Mỹ họ nói như vậy. Người Nga Xô là kẻ đối đầu của họ. Và khối Ả Rập là kẻ đối đầu của họ. Được một cái là ngay bây giờ nhà nước Việt Nam đang nói chuyện là 4 người đó cả. Một bên là người Mỹ, một bên là Saudi, chính phủ Saudi,
một bên là của Nga và một bên là của Trung Quốc. Tôi nghĩ Việt Nam có làm gì cho thế giới là tìm cái giải pháp hòa bình cho những cuộc xung đột triền miên. Không có ai hiểu chiến tranh bằng người Việt Nam, tại vì coi như vậy chứ còn người Việt Nam mình trả một cái giá coi như đắt nhất thế giới để mình có được một cái hòa bình và độc lập, tự do và độc lập như ngày hôm nay. Thì tại vì hiểu như vậy thì thử là mình trân quý nhất là cái hòa bình. Tôi nhìn thấy khi chiến tranh ở Trung Đông xảy ra, nhà nước, chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam nói ngay yêu cầu tất cả mọi người dừng tiếp xúc. Ông yêu cầu vậy. Đợt câu đầu tiên nói là nói như vậy, không có muốn đánh nhau, không muốn tiếp đánh nhau. Và tôi nghĩ như là nhà nước Việt Nam hiện tại bây giờ họ sẽ có cái văn của họ để mà làm cho cuộc chiến tranh nó không còn thấy nhìn thấy ở nữa, còn đẹp.